nhau không giống ai. Trong em có bao nhiêu hy vọng, có bao nhiêu chung. Chạy vào tim anh được không? Em treo đấy, bây giờ có chồng người mạnh dạn bọn này nó thích anh không dám treo vậy đâu. Giờ chị mà chạy vào là có nhiều người chế tạc chạy nổi đúng không? Chưa thấy Thảo Mỹ đâu. Anh muốn làm sao làm phải để Thảo Mỹ đến về không tập về sớm. Chưa thấy Mi đến. Chưa thấy Mi đến cáo Tiểu Dư là mong muốn giây phút đấy từ lâu lắm rồi. Là đang chờ bố gấu nhá. Em chưa bố xem cái clip chưa? Có xem rồi. Cười, cảm giác thế nào? Cười nhăn hết mắt rồi. Chính tỏ ai mà chẳng thích mọi người bàn tán về mình thích đấy. Im lặng vậy thôi, thực ra là không, thực ra mình bất ngờ chứ, bất ngờ như là được các em yêu thương đến mà mình chả làm gì lâu lắm, chả làm gì sâu. Nhưng bố đừng làm tổn thương các em nữa. Đâu làm gì đâu. Bố cứ để người khác đè cổ thế sao được đấy. Thì bây giờ đạo diễn bảo diễn sâu, giờ mình cũng phải ôn lại nhiều thì mình phải diễn cố. Cái câu chuyện drama về bố gấu nó phải riêng một tập riêng, bên tập là phải làm riêng một tập mới đủ cho em ạ. Rồi em phải hỏi thăm bố đi xem là thế thì bây giờ tình hình như vậy bố giải quyết sao, vì lát nữa là trên một số fan nữa không cẩn thận là sẽ có drama trong ngày họp báo của Nhật Thuỷ thì bố sẽ phải nên có một cái sự sắp xếp sẵn đúng không? Ok, bố hai bố em vào bàn. Thôi bố em mình trốn đi không, hôm nay chiếm spotlight nhiều lắm. Không có. Tại vì cái tóc anh làm biến làm quá, anh phải đem kiến cho nó giống kiểu chứ bây giờ cậu mắt kiến phải có cái mắt kiến cho nó xù vô, cái mắt kiến nhìn giống kiểu chứ không phải bắt anh Thâm à. Dạ xin lỗi anh Nhân không bắt Thâm, bé cái mồm. Hello. 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 Không có nói gì nhưng mà mọi người đều mặc kiểu trắng đen. Mọi người tu sửa tông phết. Ở Correspo hả? Em không nhớ ra một đôi quá trời. Không, anh Hải không có mà trong trên cái thiệp đời. Rồi thì vì là gật đầu lên kiểu gì mọi người sẽ chọn mút trắng lên em. Tại sao? Ơ thế còn nhức đầu thì sao? Nếu mà nhức đầu thì đầu gió Trường Sơn em nhá. Màu xanh lá xanh bên bảng. Bị hơi canh thêm vào là mình bắt đầu đi chị Thủy ơi. Mình bắt đầu ha. Lát thuê người một chuyến xe buýt để cho mọi người đi rồi đi tìm. Đây là tông dầu gió Trường Sơn. Quá. Em đẹp quá. Lần đầu tiên thì Nhật Không có mic ạ. Lần đầu tiên thì Nhật Thuỷ xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khách quý và đặc biệt là các chị đến từ các kênh truyền thông báo chí. Bọn em đã thích làm đấy. Ta gặp nhau sau ngày dài. Nhắc mời mọi người công bố lên. Hai ta đều không giống ai. Còn bây giờ chị nói em là Ngân là chị yêu Thảo Mai thôi, có người yêu thật lòng hát nè. Bây giờ chị vừa ngủ yêu thật lòng chị hát sao đâu? Xin mời chị tặng em hai câu. Em yêu ngay cách hai ta. Nhầm. Em yêu phút giây ta gặp nhau sau ngày dài. Em yêu cái cách hai ta nhìn nhau không giống ai. Trong em có bao nhiêu hy vọng, có bao nhiêu rung động. Ai biết đâu. Thế em yêu em không yêu Thảo Mai. Em yêu chị. Em yêu chị hả? Muốn gật đầu lắm. Nhưng mà đây để em hỏi anh đây này, anh gật được không? Bây giờ em hỏi anh gật luôn nhé. Thôi em ngại quá. Nói chung là một cái MV và một bài hát này thì đã được mẹ ở trong The Mask Singer rồi. Thủy hát rất là xúc động. Và ngày hôm nay thì nó là thành một cái giống như một cái clip ngắn về câu chuyện rất ý nghĩa. Và câu chuyện này thì chắc chắn ở đây rất nhiều người cũng đang muốn tìm một cái sự như mọi người nói ở gần đầu. Chia sẻ với Ngọc là về Ngọc đó là chắc là mọi người cũng biết là hồi mà chị còn bé, lúc đấy là Ngọc còn chưa đẻ ra cả. Bé cỡ đó mọi người là Thủy đã là một cô học trò nhỏ xinh xắn mỏng non thôi, nhưng mà là học trò của mẹ của Ngọc là cô Nga. Hát rất hay và dựng nhạc rất giỏi và nổi tiếng ở quê hương Thủy đó, và hai chị em là cùng học chung trường trung học phổ thông B Hương Nam Định và cùng có duyên trở thành nghệ sĩ đúng không Ngọc? Và cho đến bây giờ khi mà chị ra bài gật đầu này thì là chết em rồi, mẹ em sẽ lại hỏi em bao giờ thì con gật đầu, mẹ gật đầu rồi chị ơi. Nhưng mà thực sự hôm nay xem em đi xong thì cũng rơm rớm. Thực ra là một câu chuyện hạnh phúc thì ai trong chúng mình cũng mong muốn có được điều này cả, và đặc biệt là trong một cái mùa cưới như thế này, đã nhìn ngoài kia rất là nhiều bạn em cưới rồi là sinh con rồi hạnh phúc rồi, bây giờ mình vẫn đang cầm mic chạy trên sân khấu lo to hết sân khấu này sân khấu khác cũng tủi thân chứ mà, nhưng mà coi như là chiếc MV này là món quà dành tặng cho tất cả những người chưa được đầu ở đây đúng chị? Ok, em chúc mừng chị, cảm ơn em rất là nhiều. Em mong rằng em biết là rất là giỏi rồi này, rất là nắm xô rồi nhưng cũng chạy cùng tầm. Và đến phút cuối như vỡ hòa ra cái động tác mà làm cái ngón tay đó là em luôn nhìn thấy không? Cô mới biết là cô gái này kỳ công rất là thương. Nhưng mà ở đây thì cái câu chuyện chúng ta muốn nói là chúng ta không cần biết là tình yêu không cần là chúng ta đến thì nó xuất phát từ đâu, thành ra sao, nếu thực sự là tình yêu chân thành thì chúng ta luôn có một cái hy vọng về cái tình yêu đẹp, tất cả ai cũng như thế, chỉ cần là mọi người luôn tin tưởng vào tình yêu và chân thành sẽ luôn đón nhận được điều tuyệt vời nhất của tình yêu của mình. Và với cô gái trong MV cũng như vậy, nhiều hay không, có được phát hành rộng rãi, có được mọi người quan tâm hay không, thì và cái độ lâu dài của nó như thế nào, đấy là cái giá trị lớn nhất cho một cái tác phẩm. Thì rất là mong rằng là hôm nay